Kính thưa quý vị, Bắc Kinh có thể lập thêm vùng phòng không trên Biển Đông, tương tự New York. Trong cuộc họp báo ở Manila hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 12 năm 2013, bà Mã Khắc Thanh, đại sứ Trung Quốc ở Phi Luật Tân, khi được báo chí hỏi Trung Quốc có dự tính thành lập thêm vùng phòng không trên Biển Đông hay không, bà này trả lời rằng điều đó hoàn toàn nằm trong thẩm quyền quyết định của chính phủ Trung Quốc, ở đâu và khi nào thì lập khu vực xác định không phận mới. Tuy nhiên, bà Thanh cho biết bà không thể nói vào lúc này là khi nào thì Trung Quốc sẽ làm như thế. Đại sứ Hoa Kỳ ở Manila, ông Philip Goldberg, mô tả hành động của Bắc Kinh là nguy hiểm. Theo ông, vùng xác định không phận mới của Trung Quốc sẽ tạo thêm căng thẳng và cả khả năng tính toán sai lầm, mà như thế thì chẳng có gì tốt, đặc biệt mà khu vực mà đều biết như vùng trời của quần đảo Senkaku hay Biển Đông. Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã không công nhận sự loan báo vùng không phận mới ngoài khơi bán đảo Hoa Đông, nên thường xuyên cho máy bay quân sự bay trên đó và không thông báo cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Trung Quốc có nhiều đòn ghép giúp củng cố cho lời tuyên bố chủ quyền trên biển. Trên trời lập vùng phòng không, trên biển thì dùng các chuyến khảo cổ, trục vớt tàu đắm để làm bằng chứng. Những chuyến khảo sát lập bản đồ lòng biển Biển Đông và các con tàu đắm mang đầy cổ vật, gốm sứ, chìm nhiều thế kỷ trước của Trung Quốc không phải chỉ nhằm nghiên cứu khoa học hay khảo cổ và văn hóa lịch sử. Ngày càng lộ rõ cho thấy chúng được thi hành để củng cố cho lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ biển đảo, chống lại những lời tuyên bố tương tự của các nước láng giềng. Nói khác, chúng hậu thuẫn cho các lời tuyên bố rằng những vùng biển đó từ trên không xuống đến lòng biển là thuộc của Trung Quốc.